sinh giải thoát người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm chỉ thần chú bao hiếm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nêu thành tâm khấn, ngọc như y ấm trong tim ta, ước mong đều được tỏa ý chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cùng kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dừng, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi quan âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức quan tâm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi quan âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức quan thế âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
giải thoát người đến thế gian nguy nan. Ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hiểm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nêu thành tâm khấn, ngọc như ý ở trong tim ta, ước mong đều được toại ý, chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cung kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dừng, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiện từ bi mẫn, đức quan tâm thanh tịnh liền hoa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiện từ bi mẫn, đức Quan Thế Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
giải thoát người đến thế gian nguy nan. Ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hiếm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban sẽ trừ phiền não, Quan Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nếu thành tâm khấn, ngọc như ý ở trong tim ta, ước mong đều được tỏa ý chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú, Quan Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cung kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dừng, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức Quan Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức Quan Thế Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Chưa nhân sinh
sinh giải thoát người đến thế gian nguy nan. Ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hiểm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, Quan Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nếu thành tâm khấn, ngọc như y ấm trong tim ta, ước mong đều được toại ý, chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú, Quan Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cùng kính, bao ái chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dừng, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức Quan Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức Quan Thế Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
cho nhân sinh giải thoát. Người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hiểm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nêu thành tâm khấn, ngọc như y ấm trong tim ta, ước mong đều được toại ý, chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cung kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dừng, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức quan tâm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức Quan Thế Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani
cho nhân sinh giải thoát. Người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hiếm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nếu thành tâm khấn, ngọc như ý ở trong tim ta, ước mong đều được tỏa ý, chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cung kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dừng, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức quan tâm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức Quan Thế Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani
cho nhân sinh giải thoát. Người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hiếm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nếu thành tâm khấn, ngọc như ý ấm trong tim ta, ước mong đều được toại ý, chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chỉ tâm niệm hoài thần chú, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cung kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dứt, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức quan tâm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức Quan Thế Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani.
chưa nhân sinh giải thoát, người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hiểm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nêu thành tâm khấn, ngọc như y ở trong tim ta, ước mong đều được tỏa ý, chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cung kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dứt, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiện từ bi mẫn, đức quan tâm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiện từ bi mẫn, đức Quan Thế Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani.
cho nhân sinh giải thoát. Người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hình nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, Quan Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nếu thành tâm khấn, ngọc như ý ở trong tim ta, ước mong đều được toại ý, chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú, Quan Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cung kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dừng, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, tìm hiền từ bi mẫn, đức Quan Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiện từ bi mẫn, đức Quan Thế Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
cho nhân sinh giải thoát. Người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hiếm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nếu thành tâm khấn, ngọc như y ấm trong tim ta, ước mong đều được toại ý, chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chỉ tâm niệm hoài thần chú, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cùng kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dừng, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiện từ bi mẫn, đức quan tâm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiện từ bi mẫn, đức Quan Thế Âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
chưa nhân sinh giải thoát người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm chỉ thần chú bao hiếm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nêu thành tâm khấn, ngọc như y ở trong tim ta, ước mong đều được tỏa ý chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cung kính, bao ai chứng kia biến than hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dứt, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi quan âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiện từ bi mẫn, đức quan tâm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi quan âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiện từ bi mẫn, đức quan thế âm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani.
cho nhân sinh giải thoát. Người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm chỉ thần chú, bao hình nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban sẽ trừ phiền não, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nếu thành tâm khấn, ngọc như ý ở trong tim ta, ước mong đều được toại ý, chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bên đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chí tâm niệm hoài thần chú, quan âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sáu âm tâm thành cung kính, bao ai chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quan Thế Âm, bánh xe luân hồi ngừng dứt, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Là tinh túy của giải thoát, là pháp âm thanh tịnh vang, trái tim hiền từ bi mẫn, đức quan tâm thanh tịnh hiền hòa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại bi Quan Âm tâm chú, người nhớ khi sáu chữ diệu kỳ, sáu cõi luân hồi thoát khỏi, hoa xanh hoa sen trở về. Om Mani Padme Hum,